Trong cái video hôm nay thì xin chia sẻ tới các bác và tới các bạn là cái cách chữa cái bệnh lưỡi trắng nhé. Cái lưỡi trắng ấy thì nó có một cái đặc điểm là các bác xoay gương ấy thì các bác thè cái lưỡi ra nhá, thì các bác sẽ thấy nó có cái màu trắng. Cái màu trắng này ấy, thì nếu mà các bác có đánh đi đánh răng ấy, sáng các bác có đánh răng hoặc các bác có dùng các cái biện pháp như cạo lưỡi này, các bác cạo đi thì độ khoảng đến trưa hoặc là đến chiều thì nó lại trắng trở lại nhá. Thì đấy chính là cái bệnh lưỡi trắng. Cái bệnh lưỡi trắng này thì đối với những người mà nó nhẹ thì nó chả có ảnh hưởng gì cả nha, nó là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với những cái trường hợp nặng ấy thì nó sẽ có một số các cái biểu hiện có cái tính, một số người thì nó có cái tính hàn, một số người thì nó có cái tính nhiệt. Tính hàn ấy thì sẽ kèm theo các cái triệu chứng như là sợ lạnh, sợ gió, sợ nước. Cái tính nhiệt ấy thì nó có cái biểu hiện đó là sẽ sợ nóng, rồi đại tiện thì có thể là táo bón, người thì nóng nhé. Còn một số người thì có cái tính như là cái tính thấp nhiệt nhé, thì nó giống như kiểu là giữa hàn và nhiệt ấy, nó bị bó buộc lại với nhau đấy, thì gọi là tính thấp nhiệt. Nó giống như là các bác mà thấy có một cái đống rơm nó bị ủ lại, bên ngoài nó khô nhưng bên trong ướt sờ và nó nóng nóng, đấy là cái biểu hiện của cái tính thấp nhiệt. Thì triệu chứng thì nó tùy theo từng bác, từng người nhé. Mà có cái triệu chứng như thế nào thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để điều chỉnh cái thảo dược rồi cho các bác. Nhưng triệu chứng chính đầu tiên nó là cái lưỡi của các bác nó trắng. Các bác đánh răng cạo lưỡi thì đến trưa hoặc đến chiều nó sẽ trắng. Ngoài ra thì một số bác có thể kèm theo là cái triệu chứng như là nó sẽ có những cái biểu hiện như là trào ngược dạ dày. Đấy. Bởi vì cái lưỡi trắng này nó nguyên nhân của nó từ dạ dày mà lên thôi. Còn có những bác nữa thì nặng hơn thì có những cái biểu hiện là hôi miệng nhá. Còn có những bác có những biểu hiện khác nữa thì ví dụ như là người nó mệt mỏi, rồi ăn uống nó không ngon nhá. Rồi sợ lạnh, tay chân cơ bắp thì nó nhão, mệt, rất là mệt mỏi. Thì đấy là những cái triệu chứng, thì tùy theo từng cái triệu chứng cụ thể nhá mà có cái thảo dược điều trị. Thì cái thảo dược này nó cũng giống như mọi thảo dược chúng tôi đã từng chia sẻ, đó là cái thảo dược đã được nghiền bột nhé. Thông thường thì cái thảo dược nó sẽ giống nó được nghiền bột và giống như trên tay tôi đang cầm này. Thì các bác lấy về các bác uống thì ngày các bác uống khoảng độ 2 lần. Mỗi lần nữa khoảng độ tầm 3 đến 4 cũng có thể là 5 thìa này đó nhé. Ngày uống 2 lần tùy theo từng cái chứng bệnh mà sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cho các bác nhé. Thường thì nó dao động từ 3 đến 4 cái thìa này một lần, ngày uống 2 lần. Các bác cứ dùng một gói mà thấy nó tiến triển thì đỡ hợp bệnh thì các bác lấy tiếp. Vì là thảo dược cho nên là chúng tôi cũng không dám khẳng định là nó hợp với các bác 100%. Nhưng mà các bác thấy uống thấy nó dễ chịu nha, nó đỡ thì là các bác lấy tiếp. Thì cái thảo dược này là thảo mộc, của thảo mộc HHT nha. Các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0932 và 0345, hoặc các bác có thể liên hệ đến qua số Zalo cũng là 0932 3405 hoặc là 0964 421551, hoặc là các bác có thể đến tận nhà ở tại nhà 23A ngõ 137 đường Mắt Cối Long Biên Hà Nội để đặt cái thảo dược này. Cái lưỡi trắng này xin thưa với các bác ấy, là lúc đầu thì nó không ảnh hưởng gì đâu, nhưng sau rồi để nặng lên thì nó sẽ gây ra các cái hiện tượng như là trào ngược dạ dày, rồi hôi miệng, rồi ăn uống kém không ngon, nó là đầu tiên của những cái bệnh về dạ dày. Càng để lâu thì nó sẽ càng nặng hơn nhé. Thì các bác muốn tư vấn thêm thì các bác cứ liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những video tiếp theo nhé.